Đua trend cài hoa lên tóc, hàng loạt cặp đôi sinh ly tử biệt khiến cộng đồng mạng rợn người. Những ngày qua, chiếc trend kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa xuất phát từ Trung Quốc nhưng lại hot rần rần ở Việt Nam, khiến giới trẻ thi nhau chụp hình, quay clip với chiếc trend thú vị này. Thế nhưng, một số sự trùng hợp đến đáng sợ về câu chuyện sinh ly tử biệt đã khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Một số người đã dựa vào đó để kể lại nguồn gốc của chiếc trend này theo hướng kinh dị như sau. Xu hướng cài hoa lên tóc có xuất xứ từ vùng biển Tuyền Châu, Trung Quốc. Hai cụm từ kiếp này, kiếp sau là để đề cập tới chuyện sinh ly tử biệt của các gia đình ở làng chài. Khi chồng ra khơi, vợ ở nhà lo toan con cái, người vợ sẽ thường cài lên tóc những đóa hoa thể hiện nỗi nhớ mong, cũng là cầu bình an cho chồng vì thời xưa khả năng bỏ mạng của nghề này là rất cao. Những người phụ nữ suốt ngày đội hoa lên đầu, nói cười, ca hát, bị đồn là đã trở thành vật tế cho thần linh mỗi lần biển động. Đã có những câu chuyện thương tâm khi chồng của họ ra đi mãi mãi không về. Cũng có những gia đình may mắn chồng trở về nhưng vợ lại phát điên. Những đồn đoán đó đã khiến nhiều người sợ hãi cho rằng những người đang bị vận đen quấn thân mà vẫn cố đua trend này có thể sẽ phải trả giá đắt. Kiếp này xin gì thì kiếp sau có, nhưng mà sẽ phải đánh đổi một thứ quý giá ở kiếp này. Nói chung không gì là miễn phí. Cái câu này cũng gắn với một phong tục rất bi thương, mong mọi người đừng đua trend mà không tìm hiểu kỹ. Hôm bữa ăn ở Haji Lao cũng muốn đua trend rồi mà nhân viên bận rộn quá nên hơi thái độ xíu nên mình thôi. Giờ tự nhiên thấy sợ cái trend này nha. Tao cũng thấy cái trend này rợn người, không biết có trùng hợp không nữa. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại.